Mò cái gì mà mò, tôi xong rồi, mang giày vô đi. Let's go boy. Các bạn ơi, và hiện tại là mình đang có mặt ở Bixi. Thì ngày hôm nay thì tụi mình đi đổi tiền. Đây, cái phía trước là chỗ Super Rich xanh nè. À, kế Bixi luôn, thì mình sẽ đổi tiền ở đây nha các bạn. Đổi tiền xong rồi các bạn ơi, tụi mình đổi 10 triệu ở trong Super Rich thì được 14.700 bạc, thì tiết kiệm được 143.000. Và bây giờ tụi mình sẽ đi vòng vòng dạo dạo, sau đó đi qua Ai Cập Siam Ảm chơi. Xong rồi hồi đi thì hiện tại là mình đã tới Ai Cần Si Ảm. Bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi. Dạ đi ăn nha mọi người, trời ơi đó lắm luôn rồi, nãy giờ tôi thiệt á. Đây là Ai Cần Si Ảm, trời vừa vô đây nghe mùi rất là thơm nha. Cái bánh này hồi đó anh ăn rồi nè, nó ngọt 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 ngọt, kem béo. Cái gì mà anh ăn rồi, mà liên quan đến bánh nó đều ngọt và béo. Xin đi sỉ vã mà các bạn à. Xin đi cứ cho mình xem mình rất là, mình lúc nào cũng ăn đồ ngọt, đồ béo đồ. Không thể xem mình luôn. Đó sự thật à. Bây giờ kiếm một ly trà sữa, trời ơi, khát nước quá rồi. Hai ly nước ra rồi, một ly trà sữa Thái và một ly hồng trà Âu Long. Nhưng mà một ly thì giá cũng ok, có 50 bạc. Một ly là 50 bạc. Mà ở trong trung tâm thương mại luôn, một ly 50 bạc rẻ hơn Việt Nam chán. Rất là ngon. Nhưng mà mình tiếp một cái nó không có chân châu. Ham quá à, trà sữa Thái rồi, chân châu, thôi tôi uống trà Âu Long rồi. Rất là thơm mùi trà. Thơm thơm, phá lấu. Ồ, phá lấu. Ông chú mình thấy mấy món này là phá lấu bạn. Trời ơi, mấy món này là mấy món hơn người Hoa. Ba tôi mà thấy cái chân giò này, ba tôi là mà lèm liền. Khu chợ này nó rất lớn nha mọi người, mình đi vòng nãy giờ mình vẫn chưa hết, nhưng mà đó bụng quá là tụi mình đã chọn ra được 4 món. Rồi mình ăn xong một tí nữa tụi mình sẽ đi dạo để mua tiếp. Ôi phần này tôi mua tới 70 bạc lần, nhưng có một con tôm với một cái trứng à. Trong lúc mà đợi bàn á là phần bạc thái của mình nó đã nguội rồi. Nhưng mà ăn cũng ok các bạn à. Ăn uống xong mình đi trong Si Ảm á thì mình phát hiện ra bạn mình. Bạn. Em tôi sửa. Ủa vậy luôn? Sửa là châu. À. Bạn mời my friend. Đâu coi bạn em ơi. Nè có mắt kiến nè. Có cái sâu chuỗi. Sâu chuỗi. Để tụng kinh cho bất nghiệp. Xăm mình nè. Tụng kinh chi rồi xăm mình rồi này nọ tha thu cái kiểu này. Nãy giờ sau một tiếng đi lượn lờ thì Sunny đã chốt một đống mỹ phẩm của hãng Sephora. Cái gì một đống? Chứ bao nhiêu? Có mấy cái. Có mấy cái mà hết 4.000 mấy bạc, là khoảng 3 triệu mấy. Mà Sunny kêu là có mấy cái à. Giờ mình đi mua đồ đi, mình đói xong rồi cái mình đi ăn tiếp rồi mình về. Cái ăn shopping luôn. Đẹp quá ha. Cái kiểu đúng sang luôn á. Nãy giờ đi vòng vòng thì tụi mình đã xuống tầng 6. Thì ở trong cái Icon Si Ảm này, tầng 6 có một cái quán bingsu tên là After You. Rồi chuẩn bị vào bên trong. Đây rất là kỳ vọng, biết là có ngon không? Hai cái món ăn ở After You mà mình gọi nó đã ra đó bạn. Bingsu mango. Và một cái á, là cái bánh Nutella. Mình mới ăn được một miếng thôi mà nó, cái ngọt á, nó bắn lên trên não luôn mọi người. Nó béo mà nó ngọt bạn. Đó là đã luôn. Ngọt, nghe ngọt nha. Nhìn ở ngoài thì cấu hình nó hấp dẫn đó. Không biết ăn vô nó sẽ như thế nào. Bên trong còn có xôi đó nè. Có xôi hả? Ok, và bây giờ tới lượt của tôi ăn thôi. Bên trong là xoài, mấy cái xoài miếng nè. Còn trên đó là nước cốt dừa. Anh ăn bánh chưa? À, anh chưa ăn bánh, ăn thử bánh nha. Bánh đây, hết hồn đi. Giữa hai lớp bánh là kem. Ờ, à, ăn thử. Ngọt rất ngấy nha mọi người. Các bạn ơi, và hiện tại là tụi mình đang có mặt tại chợ Chẹt Tô Chẹt. Thì ngày hôm nay là tụi mình sẽ dẫn các bạn đi cùng nhau khám phá chợ Chẹt Tô Chẹt này nha. Nhưng mà trước tiên thì tụi mình sẽ phải thức tỉnh cái đầu óc của tụi mình bằng cà phê Thái. Cà phê Thái. Cà phê sữa Thái Lan. Này mình thấy cô đó bỏ gì? Bỏ đường.
bỏ quá trời đường luôn, xong bỏ sữa, xong rồi bỏ thêm sữa tươi nữa. Nhưng mà ly cà phê vẫn đắng. Có một cái phép thuật nào đó biến như ly cà phê nó đắng không vậy? Phép thuật Queen's Enchanted. Ok, thôi. Chúng ta đi thôi các bạn ơi. Sau khi đi một hồi thì hiện tại là mình đã tìm được quán ăn. Trời ơi, nãy giờ đi đâu đó là hết một tiếng. Đi hết một tiếng rồi mọi người. Ủa, bà Sunny ngồi đâu rồi? Mình kêu một cái phần mì trộn khô. Các bạn biết câu chuyện nãy giờ đi là gì không? Tụi mình đi qua cái hàng quán này cách đây một tiếng rồi. Thì nãy lúc mà vô là muốn ăn lắm. Nhưng mà Sunny kêu rồi, tụi mình cứ đi một vòng đi. Đi một hồi tí hồi ra hết cái chợ luôn. Ra hết cái chợ. Xong rồi phải quay lại quán này ăn. Đồ ăn ra rồi. Và đây là cái tô của mình. Thì đây là cái tô mì khô. Ăn miếng chả tép nha kia ăn coi. Cái dở nha. Các bạn ơi, hiện tại bây giờ đã 7 giờ tối. Và tụi mình đang tới một cái khu tên là Trọt Phe. Bà Sunny, bà chạy đâu đây mất tiêu rồi. Đi. Tối nay tụi mình sẽ đi ăn ở Giọt Phe Mắc Kịt. Làm đi. Là gì? Giọt Phe Mắc Kịt. Giọt Phe Mắc Kịt. Bây giờ đi Thái mình phải nói tiếng Thái. Giọt Phe Mắc Kịt. Trời, cái chợ này rất đông nha mọi người. Rất đông luôn. Ủa, đứng xếp hàng để được ăn thôi hả? Đúng rồi. Ôi. À, mình không có kiên nhẫn để vô quán đó đâu. Vui quá ha, vui quá ha. Đi một vòng thì Sunny lựa được món đầu tiên rồi. Cái này là sứa nướng. Sứa nướng 50 bạc. Mình coi của chị Diệu Nhi. Chị Diệu Nhi kêu là cái món này ngon lắm. Nên là mình sẽ ăn theo chị Diệu Nhi. Hy vọng là nó ngon. Phải á, hơi xuống lại đi. Ngon. Giòn giòn, cay cay. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm cái món khác ăn nha mọi người. Mình mua 2 xiên gà, 2 xiên bò. Mỗi xiên chỉ có 10 bạc thôi. Đây là cái ly của mình, 4 xiên. Thì nếu mà ăn cay á, sẽ chế thêm nước sốt vô. Đây. Một xiên như thế này, 10 bạc. Thịt gà mềm, nước sốt đậm vị nha. Ok, bây giờ mình đi hướng này đi, vừa ăn vừa đi. Một ly. Ủa lộn. Một ly. Ảnh người Thái mà em kêu một ly. Lộn. Quên. Ăn xong thì phải uống đúng không? Đây, món này là món signature ở Thái Lan. Các bạn ơi, nãy giờ đi một vòng thì cuối cùng tụi mình cũng có được chỗ ngồi. Thì mua phần bạch thái nè, rồi trứng mực nè, rồi bạch tô. Rồi thêm một cái phần phần gì ta, phần hồi nãy mình mua á, phần sứa nữa. Tụi mình ăn thấy ngon quá rồi quyết định là chạy qua mua thêm một phần nữa. Mà cái phần này lớn hơn kia. Ok, ăn thôi. Các bạn ơi, nãy giờ đi ăn một vòng thì cũng đã 2 tiếng trôi qua. Và mỏi chân quá, tổng thiệt hại 4 bờ và bây giờ đi về thôi. Mình sẽ bắt xe đi về. Mỗi lần mà đi về á là một cái hành trình rất là gian nan, phải điêu giá và taxi đồ này nọ. Trời, mấy chú taxi không chịu bấm đồng hồ và tụi mình phải trả giá để tìm ra được một cái giá tốt nhất. The next day. Các bạn ơi, ngày hôm sau thì hiện tại là tụi mình đang có mặt tại chợ. Trời, quên mày. Chợ Ratunam. Thì ở đây là một cái khu vực chuyên bán đồ sỉ, rất là nhiều đồ quần áo, túi xách đồ này nọ. Và ở đây khi mà mua đồ chỉ cần mua trên 3 món là các bạn được mua với giá sỉ rồi. Đây là một cái thiên đường mà dành cho rất là nhiều tín đồ mua sắm. Mấy đôi dép đẹp quá trời. Ở đây đông dã man các bạn ơi. Và hiện tại là mình lạc bà Sunny rồi. Không biết là bà đang coi quầy quần áo nào, bà dừng lại. Mình cứ quay, mình đi. Tí hồi quay lại thấy Sunny mất tiêu. Bà mất tiêu đâu rồi? Bà đã quay lại rồi. Xém lạc. Đó. Thiên đường của các chị em đó. Cứ nhìn qua nhìn lại, nhìn qua nhìn lại. Xong tí hồi đi lạc luôn. Ok. Nãy giờ đi ở bên khu Ratunam.
mệt. Không mua được gì hết. Sunny kiểu mà Sunny không mua được gì hết các bạn à. Thật ra Sunny cũng dễ tính đó bạn. Gặp hàng nào Sunny cũng lắc đầu. Ok, và bây giờ mình đang di chuyển qua cái khu trung tâm thương mại là Platinum. Thì bên đây nói chung là nó cũng giống như Platinum. Nhưng mà bên đây thì có máy lạnh. Phải qua bên đây kiểu hít máy lạnh cho đỡ nóng các bạn à. Bả lại tiếp tục shopping rồi các bạn. Mừng quá các bạn ơi, cuối cùng Sunny cũng sắp chốt được một món rồi. Cứ mà mình vô trong đây mua đồ các bạn, nó có máy lạnh cái đồ nên là cảm giác của mình nó hưng phấn hơn là ngoài kia. Cái nóng quá chịu không nổi. Đói bụng quá thì bây giờ tụi mình đang lên tầng 6 của cái khu food court ở trong cái Platinum này. Đây là một cái khu food court mà bán có rất là nhiều đồ ăn, mình thấy rất là đông luôn nha mọi người. Và bây giờ thì như thường lệ là kiếm mua trà sữa cho Chamu uống trước đã. Ê, có quầy nước bên kia kìa. Ok. Tea, hai mì tea, light Swiss. Yes. Thêm bơ chân châu đồ không kìa, có cái ép bồ bồ kìa. Không, mấy cái nào phải bồ bồ này là thật. This one, yeah. Cái hơm quá. Yes, yes. Tay thủng không? Đây là ly trà sữa của mình. Còn bên kia là của Sunny. Ok, giờ kiếm đồ ăn thôi. Một phần bánh canh bên đây 65 bạc thôi. Tức là đâu đó khoảng 50 ngàn. Ăn thử coi món Việt ở bên Thái Lan nó như thế nào. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ ăn thử cái phần bánh canh của người Thái Lan. Thử miếng nước nha. Nước ngọt nha, nước ngon nha. Nước ngon của nó từ xuồng các bạn người. Cái món của anh gì khao sản vậy? Thì như món này món Singapore. Mì cà ri. Món này món Singapore chắc chắn luôn. Nãy giờ đi vòng vòng thì mình vừa mua được thêm một cái vest. Và Sunny đang phía ở trong kia để mua thêm trang sức. Bây giờ đã là 3:30 chiều rồi, nguyên ngày hôm nay đi nói chung là mấy tiếng trời nhưng mà vẫn chưa hết được cái khu này, cảm giác bây giờ đuối lắm luôn á. Bây giờ đi thẳng đi, anh cứ lựa thêm đồ đi. Rất là nhiều quần áo, trời đúng là thiên đường mua sắm của chị em. Năm giờ rưỡi và hiện tại là tụi mình đã về tới khách sạn. Và sau 6-7 tiếng đi shopping thì cuối cùng bà Sunny cũng mua được một đống đồ. Rất là nhiều đồ nha các bạn. Và bây giờ kiểu mà cảm giác là cái não mình không thể nào điều khiển được cái chân. Quá là mỏi chân luôn mọi người à. Sáng giờ tụi mình đi mua hết là 3.650.000. Mọi người thấy cái áo này xinh không? Gặp mặt sẽ như thế này nè. Gặp mặt với cái gì? Đó. Anh thấy trong đó nó có cái quần màu vàng không? Cái quần màu vàng. Mua đồ tính toán hết rồi. Đồ ghê. Một set. Ghê. Ghê. Mấy bạn đi mua đồ mà phải động não lên, cái gì mặc cái gì.